Ẩm thực Bình Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là món gần như độc lạ tại Bình Dương, và gần như chỉ có một chỗ bán, đó là quán Cầu Đình. Đây, quán Cầu Đình. Đây, mặt tiền sông phường. Ở vừa ăn vừa xem cano, không? Và độc lạ là món gì? Cá bông lau chiên giòn. Rồi, wow, coi cá bông lau chiên giòn nó như thế nào. Wow, ra cá bông lau chiên giòn. Rồi, chút nữa mình hướng hết sao nha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cá cam nấu lẩu, rồi ếch chiên giòn, và đặc biệt ở Bình Dương có món rau mốt. Ẩm thực Bình Dương hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một quán ăn rất độc đáo tại Bình Dương, nơi đổ xe là thấy rộng rãi, thoáng mát, không gian chúng ta ngồi ăn là thoải mái, có bóng mát của cây xanh, có mặt tiền sông, có vườn tược để chúng ta ngắm. Ở đây là ấp Phú Hưng, xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhờ Google Maps chỉ đường nha quý vị. Google Maps sẽ chỉ quý vị và các bạn đến quán Cầu Đình, phục vụ các quán món nhậu bình dân. Hôm nay là ngày đầu tuần mà quán rất đông quý vị, chẳng những ở trong, ở ngoài, ở đằng trước, ở đằng sau. Quý vị thấy không gian đã không? Và cái nơi chúng ta ngồi là một cái nơi rất lý tưởng. Rất lý tưởng là vì sao? Có bóng mà cây nè, chúng ta ngồi, chúng ta ngắm sông, mặt tiền sông nha quý vị. Đây, mặt tiền sông. Đó, nơi đổ xe là hoàn toàn rộng rãi, thoáng mát. Và nước sông không hề ô nhiễm. Lưu ý ở Bình Dương quý vị thấy nước sông rất độc đáo, không hề ô nhiễm tí xíu nào. Ăn uống phải có không gian quý vị ơi. Đây, một nhánh sông Sài Gòn qua Bình Dương, hay còn gọi là sông Thị Tính Bình Dương quý vị. Nó là sông Sài Gòn vừa qua Bình Dương thì gọi là sông Thị Tính. Rồi chúng ta bắt đầu thưởng thức những món ăn ở đây nha. Đó, bên này vừa món lẩu nè, món lẩu này bên này của mình luôn nè. Đó, lẩu nè. Đây, lẩu, lẩu chua có nấu măng nè ha. Lẩu cá cam biển nấu lẩu chua. Và ở đây nãy mình nói giới thiệu trước rồi, đặc sản là cái món cá bông lau chiên giòn. Từ nhỏ giờ mới nghe luôn, cá thường chiên giòn là loài cá có vảy, mà giờ chiên giòn chúng ta lấy luôn cái loài cá da trơn chiên giòn luôn, ăn riết rồi nó gọi là không có giống gọi là gì hết, là nó trở thành độc lạ. Còn ếch khỏi cần lột da chiên giòn luôn. Đang đợi khách mời. Quý vị thấy cái không gian như thế là ok rồi ha. Rồi mời quý vị và các bạn bữa trưa thật là ngon miệng. Mình tạm dừng clip luôn, nếu như có dịp ghé quán Cầu Đình ăn cho biết rồi quý vị và các bạn đến nữa, chứ không phải biết rồi chúng ta bỏ chạy nha, biết rồi chúng ta đến nữa, ăn ngon, rất ngon.